Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Thưa quý vị, một kỳ AFF Cup nữa lại đến trên sóng của VTV. Và trong những phút còn lại của giờ vàng thể thao tuần này thì hãy cùng chúng tôi thêm một chút gia vị cho món ngon sắp tới. Tuần vừa rồi có một câu nói khiến chúng tôi chú ý. Trang tin Soha đã trích một câu trả lời của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương để làm tiêu đề bài viết của mình. Tiêu đề của bài viết là đá AFF Cup, đội tuyển Việt Nam như là sinh viên đại học về học lại cấp 2 vậy. Tất nhiên chỉ là một sự ví von về việc cọ sát với các đối thủ hàng đầu ở vòng loại World Cup thứ 3 đã giúp ích nhiều như thế nào cho đội tuyển Việt Nam khi trở về sân chơi AFF Cup. Nhưng đừng quên là nhiều bài toán cấp 2, sinh viên đại học chưa chắc đã giải được đâu. Lâu không làm thì toán cấp 2 nhiều lúc cũng sẽ trở thành toán cao cấp ngay. Và các đối thủ của chúng ta thì cũng vậy thôi. Có nhiều đội mấy năm qua chúng ta chưa gặp một lần nào cả. Và lấy ngay đối thủ ở trận ra quân là đội tuyển Lào làm ví dụ, quý vị có thể thấy ngay điều đó. Năm nay thì đội tuyển Lào sẽ cho ra mắt một nhân vật rất đáng chú ý, tiền đạo Billy Ketkel Fonfon. Anh từng nhiều năm chơi bóng cho câu lạc bộ Angers tại giải vô địch quốc gia Pháp và đã từng được đọ sức với những trung vệ hàng đầu thế giới như là Thiago Silva hay David Luiz rồi. Hai năm trước, Billy trở về Lào thi đấu tại giải quốc nội ở nước này và sau khi đã có đủ thời gian theo quy định thì anh đã được nhập tịch Lào để kịp thời gian đăng ký cho AFF Cup năm nay. Tôi cảm thấy rất vui và háo hức cho thử thách lần này. Tôi đã đợi một thời gian dài để có được hộ chiếu của Lào và giờ tôi có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Lào. Tôi sẽ nỗ lực hết mình. Billy, anh chỉ có khoảng 5 ngày để tập luyện cùng với các đồng đội mới ở đội tuyển Lào. Anh có cảm thấy lo lắng khi mình không có đủ thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup hay không? Và anh có biết thông tin gì về đội tuyển Việt Nam hay không? Tôi không quá lo lắng đâu. Bóng đá có ngôn ngữ chung và tôi tin mình sẽ hòa nhập nhanh chóng. Tôi tin vào khả năng của các đồng đội. Tôi không có nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam. Tôi chỉ biết đây là đội đương kim vô địch và rất mạnh. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.